Lớp học vui vẻ của câu lạc bộ Nét Chữ Sinh là một lớp học thiện nguyện hình thành từ chính ước mong được đi học của các bệnh nhi và là khát khao được hành động làm vơi đi áp lực bệnh tật cho các bé của các bạn tình nguyện viên trẻ tuổi, mang lại niềm vui và tạo điều kiện duy trì học tập và bắt kịp tiến độ học tập ở trường của các bé. Mục đích chính thức của lớp học là chia sẻ, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của các bé, giáo dục kỹ năng sống, khích lệ phát triển tư duy của trẻ thơ. Là một lớp học đặc biệt với đối tượng là các bé có độ tuổi từ 5 cho đến 14 tuổi đang điều trị, duy trì và lưu trú dài hạn tại khoa ung bướu huyết học Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM. Thành viên xuyên suốt, thầy cô phụ trách chính ở đây là các bạn tình nguyện viên đôn hậu và sôi nổi, nhiệt huyết. Chương trình dạy được cân nhắc kỹ lưỡng sau quá trình tìm hiểu tâm lý bệnh nhi trong một thời gian dài. Giáo trình được giảng tải phù hợp với học lực, độ tuổi của từng bé theo tiêu chuẩn sách giáo khoa của Bộ Giáo dục. Mỗi chiều thứ tư từ 18 giờ đến 20 giờ là toán tiếng Việt. Mỗi chiều thứ sáu từ 16 giờ đến 18 giờ là Anh văn và thiếu nhi. Mỗi chiều thứ bảy là từ 15 giờ cho tới 17 giờ sinh hoạt vui chơi phát triển kỹ năng. Câu lạc bộ Nét Chữ Sinh là một tổ chức độc lập, không phụ thuộc bất cứ một cơ quan đoàn thể nào. Câu lạc bộ có những dự án và hạng mục kinh doanh nhỏ để gây quỹ duy trì hoạt động câu lạc bộ. Ngoài ra, câu lạc bộ cũng hy vọng đón nhận được sự ủng hộ và chung tay hỗ trợ của các mạnh thường quân, các bạn tình nguyện viên để xây dựng lớp học được tốt hơn, lâu dài và duy trì việc làm thiết thực ý nghĩa này.